Dạ, còn chính phủ, còn năm Cộng Hòa mà còn ở trên Facebook thằng mắt nó dữ. Đó, Phải gì không? Việt Nam Cộng Hòa bây giờ còn ở trên Phải không? Facebook thôi. Đủ. Mời Bùi Tùng nào. Xin chào Dương Vi. Xin chào Dương Vi và các anh em trên diễn đàn. Hôm nay mình sẽ có một số ý kiến. Cái clip của con thủy Tokyo là được mấy ngày rồi Dương Vi? Mới Mới phải không? cái Thì clip lúc nãy đưa lên là mới mới hôm nay. mình xem cái clip của con thủy thì mình mới phát hiện ra những cái phát kiến lịch sử của con thủy. Cái thứ nhất á, là mình thấy lạ là cái clip của nó trong mấy năm qua nó chửi tục, chửi thề, nó chửi lãnh đạo đảng, nó chửi không còn cái gì hết, mà tự nhiên hôm đó nó lên lịch sử nó nói mấy câu đồ. Nhất là cái câu nói là cái gì? Đảng phái là phải có cơ chế, có tổ chức gì đó. Nó nói câu rất là Đúng. nghe cũng dữ dội lắm, đảng phái là có cơ chế, có tổ chức. Vậy không biết là con thủy nó có cơ chế tổ chức gì mà nó lại đi chửi mấy cái người chống cộng bên Mỹ. Tụi bay ăn cùng một trái với nhau, tụi bay không chia sẻ với nhau đi. Thấy không? Tụi bay yếu, tụi bay chống cộng sản thì tụi bay phải liên kết lại với nhau. Ở đây thì tụi bay không liên kết, tục tiểu lên trên mạng bay chửi như vậy thì làm sao đây? Tụi bay làm như vậy làm sao mà tụi bay có cơ chế, có tổ chức mà thống nhất mà tụi bay chống cộng sản? Cái đó là mình thấy là cái sự ngu ngu si của nó. Cái thứ hai là nó còn có một cái phát kiến nữa là lúc mà cuối clip á, nó nói như thế này nè, nó nói là Mỹ bây giờ á là đang kỳ thị tụi bay á, tụi bay nên 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 bỏ đi, nên bỏ cái áo khoác của người Mỹ đi, tụi bay đừng có theo Mỹ nữa. Vậy là sao? Vậy là con thủy thủy Tokyo nó dạy cho cái tụi ba que bên đó là ăn cháo đá bát hả? Vậy là dạy như vậy là ăn cháo đá bát chứ còn gì nữa. Tại vì người Mỹ đổ tiền, đổ xe tăng, đổ máy bay, thậm chí đổ cả nhân lực, cả máu xương của người Mỹ để mà cho tụi bay 21 năm tụi bay quậy ở đất miền Nam, mà bây giờ tụi bay lại kêu cái đám cờ vàng nó bảo rằng là tụi bay đừng có tin Mỹ nữa, đừng có nghe Mỹ, đừng có ủng hộ Mỹ nữa. Cái sự ấu trĩ về chính trị á, em Dương Vy thấy nó ấu trĩ chính trị kinh khủng luôn. Đã ăn cơm nhờ ở đậu người ta cứu mang cho cái gọi là cái thân già, cái thân tàn ma dại đó, lại đi xúi giục người ta là bây giờ chống lại Mỹ đi, đừng có chơi với Mỹ. Con thủy là thật sự nó là một cái con ngáo đá, thật sự không biết là hôm đó nó lên livestream nó có hút cần sa không, nó ngáo quá trời ngáo. Thời gian này nó ngang ngáo đi suốt mà. Nó đang có ý tưởng là nó muốn về Việt Nam rồi. Sống ở bên Nhật là khó sống quá. Nó bây giờ quay sang chửi ám tờ vàng. Sau đó nói rằng là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa bây giờ còn ở đâu, bọn bay chỉ cho ta coi, hay là ở trên Facebook hỏi thằng Mark xem thằng Mark có dung túng không đó. Nói chung á là Dương Vi sẽ thấy vậy nè, nó đang cố tình, nó đang PR cho cái nhóm bên bên Nhật với bên Thái đó. Nó nghe nói nó là nó chơi thân với thằng gì mà Trần Duy Chiến ở bên Thái Lan, nó với Trần Duy Chiến không biết có cặp bồ cặp bịch hay không, nhưng mà hai tên này là cái tác phong mà khi livestream giống như nhau, có nghĩa là chửi tục, cái chửi tục đờ mờ vậy thôi, chứ không có cái gì biện luận hết. Mà hai đứa đó nó chơi thân với nhau á, cho nên là bây giờ tụi nó đang tính là chửi cái tụi cờ vàng này để PR, để cho mấy cái tổ chức ở nước ngoài á nó kéo tiền về nuôi tụi này. Vì thực sự mà mình thấy có cảm giác là thằng Trần Duy Chiến á, nó ở cái xó xỉnh nào ở Thái Lan nhìn cùng cực, thực sự nhìn cái cảnh nó ở Thái Lan mà cùng cực, nhiều khi livestream mà còn cái mùng chưa chưa mở nữa, cái áo thì rách trên sách dưới mà cứ đi giảng đạo là dân chủ nhân quyền, mà tình hình bên đó thì có cảm giác thôi là tụi nó hình như đang 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 đói khát lắm rồi, đói khát lắm. Bây giờ là cái tiền mà tụi nước ngoài hay Mỹ hay châu Âu nó gửi về để nuôi tụi này á, thật ra mà nó bị xé lẻ rất là nhiều. Dương Vy thấy không, xé lẻ rất là nhiều, tức là nhiều thằng chống cộng quá Đúng mà tiền thì rồi. ít nữa, tiền thì ít mà nhiều thằng chống cộng. Bây giờ sao đây, bây giờ mỗi anh nhịn đường chút, vậy thì phải có một cái cách tốt nhất là gì, là phải bêu rếu thằng kia, phải sỉ nhục thằng kia, phải chửi chửi thằng kia cho dữ vô để mình ôm một mớ cho nó thật là nhiều đó. Bây giờ là tụi nó bí thế rồi, rồi bây giờ còn cả cái màn gì là nói là bây giờ có cộng sản xuất hiện ở Thái Lan nữa, mới ghê nữa chứ. Tất cả là cái tụi nó, các bạn thấy không, những cái thành phần mà khố rách áo ôm như vậy, tục tiểu như vậy mà các bạn nói là bây giờ là sẽ nghe theo tụi nó, dẫn dẫn hay gì gọi là dẫn dắt cái nền dân chủ của nước Việt chúng ta, các bạn thấy có hợp lý không? Mình thấy là thực sự là cái sự vô lý rồi.
không có nói đến cái chuyện mà nó nói là về chính trị chính em gì nha, mình chưa có nói gì chính trị chính em, mình chỉ nói về vấn đề là tư cách đạo đức của một con người. Đi lên livestream mà chửi tục chửi bậy rồi đi xúi giục mấy cái mấy anh ba que bên Mỹ phản bội cả cái nước Mỹ của nó. Mình nói thẳng như thế này Dương Vi, thật sự ra là mình không có phải là mình thích Mỹ hay là mình bưng bô cho nước Mỹ hay gì đó, nhưng mà mình cảm giác là nếu như tụi ba que mà tụi nó phản Mỹ là mình cảm thấy là tụi nó tệ lắm. Tụi nó là nếu mà tụi nó làm như vậy tụi nó rất là tệ. Nước Mỹ thật ra không có hay ho gì, nhưng mà dù sao cũng là mẹ nuôi vú em của nó, gọi là vú nuôi mẹ không biết ơn thì thôi đã, nếu không biết ơn thì thôi mà còn nói cái câu là đừng có nên tin vào người Mỹ, đừng có nên là theo đuôi Mỹ nữa thì sao đó. Các bạn thấy không, trong nội bộ tụi nó, con người tụi nó là cái giống gì, cái giống ăn cháo đá bát, cái giống ăn cháo đá bát. Thì các bạn nghĩ coi tụi nó về tụi nó dẫn dắt Việt Nam vô đâu, vô cái gầm giường hay vô đâu, mình chỉ nói thẳng thôi, nó gầm giường với vô đâu. Cái thói ăn cháo đá bát rồi mất lịch sự mất dạy như vậy mà đòi là dẫn dắt người dân như thế này như thế kia, không có hợp lý chút nào. Và sự nó chỉ là những cái màn PR, thật sự là những cái màn PR thật sự xấu hổ trong cộng đồng mạng. Rồi 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 mới đây thì không không biết cái mai mốt gì Dương Vi thử cập nhật cái vụ này nha, là mình có đọc bên tin của Việt Vision nó có nói là hình như là lão lão Duy Tân đang bị cái vụ gì có ai đó tố là lão đang lạm dụng tình dục, không biết có đúng hay không, không biết cái tin này có đúng hay không. Nghe Quân bên Khúc Việt đưa lên Vision có rồi. đưa tin Quân Khúc đưa lên rồi. thì chắc tối nay mình rảnh mình mới coi được. Thì các bạn thấy không, các bạn thấy những cái người mà rao giảng về dân chủ nhân quyền không, bây giờ dân chủ dân quyền là một cái ông mà đạo mạo, là một cái ông mà về tôn giáo mà bây giờ còn vướng cái án mà liên quan đến tình dục. Các bạn nghĩ không, những cái ông đó nói những cái lời lẽ các bạn nghĩ thuyết phục được ai, cái nhân cách của một cái ông mục sư như vậy, các bạn nghĩ thuyết phục, đừng có nói là thuyết phục đến những người mà ngoài tôn giáo, kể cả những người đang là giáo dân người ta còn chán ghét, người ta coi đó là cái sự sỉ nhục tôn giáo của người ta, chứ đừng có nói là cái chuyện là cái người mà tôi giống như mình là không đạo, cái người mà có đạo người ta còn bực nữa. Những cái gương mặt đó mà có thể dẫn dắt được cái đất nước như thế này thì sao? Nên mong các bạn, một số các bạn mà còn tin vào những cái luận điệu của những cái gương mặt mà mình nói dưới trên á, các bạn hãy sáng suốt đi, suy nghĩ cho thật kỹ đi. Vận mệnh quốc gia thì phải giao cho những người tài năng, những người có đạo đức, có lối sống, những người mà biết suy nghĩ trên dưới, chứ không phải là cái hạng mà đầu đường xó chợ như vậy, không không có xứng đáng một chút nào. Ví dụ như cái tên Dũng Cô Ba cũng làm hồ sơ ứng cử vào đại biểu quốc hội, nhưng mà cái lịch sử chống cộng cực đoan của Dũng Cô Ba thì mọi người đều biết rồi đúng không? Còn những cái đằng sau ấy, hắn ta đánh vợ cả, đuổi vợ cả ra khỏi nhà và lấy cái con bé Cát Linh này, con bé Cát Linh trong nhóm Hiến pháp nhá, về làm vợ hai và có chửa có con rồi, cái từ đẻ rồi, thỉnh thoảng là đứng đằng sau ở cái hậu trường của CHTV ấy, kiểu làm âm thanh ánh sáng các thứ đó, phụ đồ, thì có đủ tư cách để ra ứng cử vào đại biểu quốc hội với hội đồng nhân dân các cấp không? Cái nhân cách tư cách đã không đủ rồi. Xin bổ sung với ấy nữa là có thêm một cái hai gương mặt nữa là thằng Dưa Leo với thằng Trương Quốc Quy á, 40 mấy tuổi đầu rồi, không vợ không con, đi làm livestream này nọ chửi bới thế này thế kia đó. Các bạn thấy không, tức là những cái con người này, những cái cá thể này á, là tại sao, tại vì muôn năm bao cuộc sống từ lúc mà còn nhỏ cho đến lớn á, chỉ có đi chống phá chính quyền thôi, còn cái chuyện trong nhà mình, cái chuyện mà trong gia đình có lo được cái chuyện gì đâu, không có lo được cái chuyện gì hết á, chỉ suốt ngày đi bêu rếu, đi đi chọc phá, mà có những mà hầu hết những cái clip đó là toàn là vô căn cứ xuyên tạc bịa chuyện, các bạn thấy rõ không? Cho nên là cái đời sống gia đình nó không đâu về đâu, nó không có ra được cái đất ôn gì hết, mà cứ ca ngợi bảo là vì dân chủ nhân quyền. Rồi ở đây bữa mình có coi một cái clip của anh Lê Chí Thành, anh lên anh khóc méo máu, anh nói con có lỗi với mẹ. À, cái bước đường của con đi con rất là có lỗi với mẹ, vì con có khả năng là con không có thể lo cho mẹ được. Thành ơi,
Thành đừng có dùng mẹ của Thành ra để mà lừa gạt người khác nữa Thành ơi. Tôi biết cái người Việt Nam người ta rất là, khi mà nói đến mẹ, nói đến cha, người ta rất là nhỏ giọt, người ta rất là yêu thương. Nhưng đừng có lấy bà ấy ra để tiếp tục thực hiện những cái hành vi vi phạm nữa. Thành ơi, tỉnh tỉnh giùm đi. Bà ấy không có làm chính trị nha Thành. Nha Lê Chí Thành, bà ấy già rồi, bà ấy không làm chính trị. Bà ấy là mẹ của anh. Và đừng lôi bà ấy vô để tiếp tục cái màn câu kéo những cái thành phần thiếu hiểu biết chống phá nhà nước chế độ. Mẹ anh có khóc hay là không khóc á, cái chuyện đó chúng tôi không có quan tâm nhiều đâu. Tại vì anh, bản thân anh nói vậy thôi chứ chúng tôi chả biết đâu. Nhưng đừng có lôi bả vào. Tội, rất tội cho bả. Bả không có dạy anh những điều đó. Tôi biết chắc luôn á, là bả không có dạy anh những cái việc mà chống chính quyền như vậy đâu. Bài xích như vậy đâu. Toàn là anh tự làm thôi. Và anh tự làm thì anh tự chịu. Anh đừng có lôi mẹ anh vô. Tôi nói thật, khi mà anh nói cái câu mà anh nói là con sẽ không có lo được cho mẹ con buồn lắm á, tôi nói thiệt, tôi buồn cho bả luôn á. Tôi thật sự tôi buồn cho bả luôn. Tôi không biết bả nghĩ sao ở nhà, nhưng mà tôi nói thật, lôi cả mẹ già mình ra để trở thành cái công cụ chính trị đó là anh chơi dơ lắm anh Thành. Tôi nói thẳng anh Thành luôn đó, anh chơi dơ lắm. Ngày trước Đường Đường Chính Chính là một đại úy, cựu đại úy công an nhân dân, với cái số lương đó thì vẫn lo được cho mẹ, cho vợ, cho con, và thậm chí có khả năng rảnh rang thì anh ta vẫn có thể kinh doanh được. Người ta không không không, không cấm kinh doanh buôn bán, bất hợp pháp thì mới bị xử lý thôi. Thì bây giờ tự nhiên nhảy theo con đường dân chủ quậy này thì sao lo được cho gia đình, cho mẹ? Mà cái nguy cơ của Thành á, hắn ta biết trước rằng kiểu chống phá này trước sau thì cũng bị cơ quan công an, người ta an ninh, người ta cũng sờ gáy, tống cổ vào tù rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng Ở mà đây có một cái cái cách còm mà của Trương Sơn Nguyễn, để em ấy, cái còm của Trương Sơn Nguyễn Dương Vy ứng cử vào đại biểu quốc hội đi, hội xem nhiêu đảng vậy, xem được vô điện Diên Hồng không. Dương Vy được vô thì tao đem tiền về mua đất ở Việt Nam luôn, trên sân Nguyễn này. Dương Vy cảm thấy mình không đủ tài năng, không đủ đức độ, không đủ trình độ, nên Dương Vy vừa rồi ứng cử vào đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã phường rồi, nhưng mà ra đấy nộp hồ sơ xong về mấy thằng bạn nó chửi luôn, bảo cái mớ mày ra ứng cử, mày ở nhà làm ơn mày ở nhà, mày lên livestream chửi đáp phản động cho tao đi. Còn việc đó, việc của những ông người ta có kiến thức, có trình độ, có năng lực, có uy tín, còn mày suốt ngày chửi tao ra giả, trên mạng này, tốt nhất mày rút lại hồ sơ để cho người khác vào, để nó có đủ ghế và người ta làm tốt hơn mày, thế mình lại rút ra đó. Người ta nói hợp lý, nghe ngay nha. Jason Bùi, Jason Nguyễn là chuyên gia như vậy đó Dương Vinh. Tức là chuyên gia như vậy là kích động người dân, là người ta là bày tỏ chính kiến bằng cách là vào trong đại biểu quốc hội làm cái này làm cái kia. Trời đất ơi, ở nước nào cũng vậy, làm một cái đại biểu quốc hội thì phải cũng có cái tâm và cái tầm thì người ta mới bầu cho anh. Anh ở một cái khu vực lớn thì người ta bầu số phiếu lớn, anh ở cái khu vực nhỏ thì anh người ta bầu số phiếu nhỏ. Anh giỏi thì người ta bầu nhiều, anh kém thì người ta bầu ít, đó là cái chuyện đương nhiên. Đúng không? Nhưng mà không hiểu tại sao mà Jason Bùi nói như vậy đúng không? Jason Nguyễn ở ở bên Mỹ á, hai anh có đăng ký ứng cử đại biểu quốc hội Mỹ không? Cho hỏi có đăng ký vào thượng nghị sĩ hay hạ nghị sĩ gì ở bên bang nước bang bang, bang California không? Nếu mà thật sự đậu được á, tôi kêu Dương Vy làm thêm một một quẻ nữa. Nếu mà mấy anh bên đó mà đậu được một cái thượng nghị sĩ, tôi kêu Dương Vy luôn, thậm chí là tôi đề cử Dương Vy. Tôi viết đơn đề cử Dương Vy vào đại biểu quốc hội, tôi gửi, tôi send qua bên ở ngoài tuyên quang luôn, chấp nhận không? Mấy ông dám không? Bây giờ mấy ông đậu được thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ mà tôi nói không cần đâu, ở cái phố quanh xa thôi, tôi không cần xa, tôi ở cái chỗ đó thôi. Với cái số phiếu mà mấy anh cờ vàng bầu cho anh á, anh đủ tư cách anh đậu không? Tôi không có nói đến là cái chuyện mà anh thắng ở tổng thống Mỹ hay là bang Cali nha, tôi chỉ nói là cái khu vực của anh thôi đó. Bản thân anh ở nước Mỹ, tài năng tầm vóc của anh cũng bé tẹo teo, mà anh đòi người ta Dương Vy chỉ là một cái người, người ta là nông dân, người ta ở nhà đi làm mà đòi vô đại biểu quốc hội. Anh thấy anh có anh tiêu chuẩn kép không đó xin Nguyễn? Anh thấy anh có tiêu chuẩn kép không? Tài năng anh không bao nhiêu, anh cũng không đẩy được cái sức
bậc của anh lên bao nhiêu, anh đòi Dương Vi là phải hay lên, mà trong khi bản thân Dương Vi cũng chỉ là một người công dân bình thường. À, anh thấy chưa? Anh làm cái gì, nếu thật sự anh đòi hỏi người dân Việt Nam làm cái gì mà thể hiện thì anh phải làm trước, anh phải làm gương làm mẫu trước đi. Đạt được ok, tụi tôi sẵn sàng làm. Còn nếu như ở nước Mỹ anh chỉ là một con kiến thì ở đây anh nên chấp nhận người ta là con kiến nhé. Và tôi nói với ông Jackson Nguyễn, với Jackson Bùi thế này nè, đóng góp cho cái xã hội này nó có nhiều phương diện lắm, đúng không? Ví dụ như Dương Vi ở nhà nuôi cá, nuôi heo thì sẽ đóng góp thịt đó, đóng góp đó cho thương buôn, cho kinh tế, cho những cái người ở chợ. Tôi ở đây tôi đi dạy thì tôi sẽ trao kiến thức lại cho học sinh của tôi. Như vậy thì tôi và Dương Vi đóng góp cho xã hội theo cái lĩnh vực mà tụi tôi có ưu điểm nha. Chứ không phải là anh cứ nghĩ là đóng góp cho xã hội là phải vào đại biểu quốc hội rồi rùm beng thế này thế nọ nha 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 rất xanh bùi nha. Tụi tôi đơn giản lắm, tụi tôi chỉ cần một cái cuộc sống bình yên, làm những gì tụi tôi thích, miễn là không vi phạm pháp luật là ok. Đối với tụi tôi vậy là ok, cuộc sống vậy là ok. Và tụi tôi tự tin rằng với những cái khả năng của tụi tôi là có đóng góp trong xã hội, không cần nhiều. Chỉ cần đóng góp theo khả năng của tụi tôi, không cần phải nhiều. Và an bình sống trong một cái đất nước Việt Nam mà đi ra uống cà phê ngồi từ 1 giờ chiều đến 5 giờ tối, 5 giờ chiều. Tôi thiệt á. Còn tôi hỏi bây giờ anh Jackson Bùi á, bây giờ anh ra siêu thị Mỹ á, anh có dám ngồi ở đó, anh có dám mua hàng mà từ 1 giờ đến 5 tiếng không? 5 giờ không? Tôi hỏi anh dám không? Hay là anh ra ngoài đó anh mua cả cái áo giáp chống đạn anh mặc vô? Tôi nghĩ là bây giờ anh cũng nên mua áo giáp chống đạn đi, nếu anh ra siêu thị anh nên mua đi. Vì tình hình nước Mỹ bây giờ nó gay cấn lắm nha. Khuyên anh thật lòng á, nên đi mua áo giáp chống đạn, chẳng những không phải cho anh, cho vợ anh, cho con anh, cho mẹ, cho cha anh luôn đi. Nha, và nhớ đi đâu á thì lấy cái khẩu trang bịt cho kín vô, đừng có để người ta biết anh là người da vàng hay là người châu Á. Tôi nói thật á, bây giờ ở nước Mỹ mỗi ngày đều có cái tình trạng là bắn giết ở bên đó, không có ngày nào là không có. Cho nên là cái tính mạng, cái an toàn của các anh á, các anh phải lo trước đi, chứ cái đòi hỏi mà dân chủ, nhân quyền bây giờ nó xa lắm. Bây giờ giữ cái mạng trước đi là ok. Thôi mình đam chút xíu thôi, hình như hồi nãy có anh Mãi Việt Nam đòi lên phải không Dương Vi? Anh muốn lên đúng không? Mãi Việt Nam không có camera. Có anh Thực Quang muốn lên nhưng mà anh Thực Quang không có camera đó. Có chị Francis Bó này, chị ấy muốn lên, chị ấy gửi yêu cầu. Rồi, vậy thôi, rồi, mình cảm tạm ơn biệt để mời chị ấy lên. Tạm biệt Dương Vi và các anh em ạ. À.